Đây là người đàn ông khiến nước Nhật mỗi khi nhắc tới đều sợ hãi và căm ghét, muốn tự tay bóp chết cho đến tận bây giờ. Không ai khác, đó chính là Oppenheimer, người đã tạo hai trái bom nguyên tử thả xuống thành phố Nagasaki và Hiroshima khiến 110.000 người chết tại chỗ. 104.000 người khác chết sau đó vì các vấn đề liên quan đến phóng xạ và bỏng nặng. Mặc dù có công giúp nước Mỹ chiến thắng phát xít Nhật trong Thế chiến thứ hai, nhưng ông lại bị chính phủ Mỹ điều trần luận tội là gián điệp của Cộng sản. Vậy chuyện này là như thế nào? Xin mời cả nhà cùng tôi theo dõi bộ phim siêu hay nói về cha đẻ của bom nguyên tử nhé! Oppenheimer sinh ra tại thành phố New York vào ngày 22 tháng 4 năm 1904, mang trong mình dòng máu Do Thái nên ông thông minh xuất chúng từ bé. Lớn lên, Oppenheimer có niềm đam mê đặc biệt với học thuyết vật lý lượng tử của nhà khoa học gia đại tài Albert Einstein. Ông bị ám ảnh đến nỗi khi đi ngủ hay trong giờ làm thí nghiệm đều suy nghĩ về vũ trụ, kết quả bị thầy giáo phạt phải ở lại dọn phòng thí nghiệm mới được đến nghe thuyết giảng của tiến sĩ Niels Bohr. Cây cú vì bị phạt nên ông đã tiêm một chất kịch độc có tên là potassium cyanide vào quả táo của thầy giáo dạy hóa rồi mới đến dự hội thảo. Sáng hôm sau, vì Oppenheimer có một câu hỏi rất hay nên tiến sĩ Niels Bohr đã đích thân tìm đến phòng thí nghiệm để tìm nam chính nói chuyện. Nhờ vậy mà Oppenheimer mới được giới thiệu vào khoa vật lý lượng tử của trường Đại học Harvard. Thấy tiến sĩ định cắn quả táo nhiễm độc, cậu học trò liền giật lấy rồi ném đi. "Quả táo này sâu lắm thầy, đừng có ăn. May mà đến kịp, không thì thầy chết còn trò vào vòng lao lý rồi." Sau này, với những phát hiện thú vị về vũ trụ nên Oppenheimer đã chính thức được làm giảng viên của Đại học Harvard. Ông tổ chức thuyết trình cho mọi người nghe về một con quái vật không gian mà mắt thường không thể nhìn thấy được. Và đó chính là hố đen. Khi một ngôi sao không thể tự tạo phản ứng phân hạch được nữa cũng là lúc nó tự chết đi và tạo ra một vụ nổ siêu tân tinh. Khi ấy, lõi sao bắt đầu sụp đổ thành một điểm nhỏ vô hạn và hố đen được sinh ra. Bất kỳ vật chất nào bay qua hay kể cả ánh sáng cũng đều bị con quái vật này nuốt chửng. Con người không thể nhìn thấy hố đen bằng mắt thường nhưng có thể phát hiện ra nó nhờ những dấu tích để lại. Đương nhiên, một thiên tài như Oppenheimer thì gái theo nhiều không kể xiết. Ông có quen với một cô nàng xinh đẹp tên là Jean Tarlock. Dù đã cùng nhau xúc hết 9 tấn than cho vào cái lò hư hỏng nhưng chuyện tình của họ không thể tiến được xa hơn. Bởi vì người mà ông ngắm đến làm vợ lại là Kitty. Tuy cô ấy đã có chồng rồi nhưng Oppenheimer vẫn gian gian díu díu mập mờ. Kết quả Kitty có thai nên ông đã đến thẳng nhà nói chuyện với chồng của cô ấy để hai người được đến với nhau. May là ở bên Mỹ, chứ ở Việt Nam là xác định lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân rồi. Những năm 40 của thế kỷ thứ 20, Đức Quốc xã dưới sự chỉ huy của Hitler bắt đầu đánh chiếm châu Âu và diệt chủng người Do Thái. Do đó, phe đồng minh và Liên Xô luôn phải nghĩ cách chế tạo ra một loại vũ khí đủ mạnh có thể tiêu diệt bọn phát xít. Oppenheimer cho rằng bất kỳ vật chất nào tồn tại trong vũ trụ hay kể cả con người đều được cấu tạo từ những hạt nguyên tử. Giữa các hạt nguyên tử đó được liên kết chặt chẽ với nhau để đảm bảo chúng không thể tách rời. Nếu một lực nào đó đủ mạnh có thể tách chúng ra thì sẽ giải phóng một nguồn năng lượng cực lớn. Vì vậy, ông đã ấp ủ cho mình dự án chế tạo bom nguyên tử, một loại bom có sức công phá cực kỳ khủng khiếp mà nhân loại chưa từng được biết đến. Biết được tin này, Lewis Strauss, người đứng đầu Ủy ban Năng lượng Nguyên tử, đã mời Oppenheimer về làm việc. Ông ta cũng là một người có tham vọng cực kỳ lớn. Tại đây, nam chính có dịp gặp gỡ thần tượng của mình là Albert Einstein. Không biết hai người nói chuyện gì với nhau mà Albert Einstein bỏ đi không thèm nhìn mặt Lewis Strauss. Điều này khiến ông ta vô cùng cay giái. Vào một ngày đẹp trời, khi Oppenheimer đang chuẩn bị lên lớp thì đại tá Grove cùng cộng sự tìm đến. Ông ấy muốn nam chính quản lý dự án chế tạo bom nguyên tử của chính phủ Hoa Kỳ. Nếu thành công, thứ vũ khí này có thể đánh bại được phát xít Đức và cứu được hàng vạn người. Sẵn tiện đang căm thù Hitler diệt chủng người Do Thái nên Oppenheimer đã đồng ý. Ngay lập tức, dự án siêu khổng lồ tiêu tốn hàng tỷ đô la được triển khai. Để có thể chế tạo ra một quả bom nguyên tử hoàn chỉnh thì một mình Oppenheimer không thể làm được. Vì vậy, ông đã đích thân đến các trường đại học danh giá mời những nhà khoa học nổi tiếng về vật lý và toán học về làm việc, do đây là một dự án tuyệt mật mà Hoa Kỳ không muốn Liên Xô biết. Cho nên những người tham gia không được có liên quan đến Đảng Cộng sản, chỉ có mỗi Oppenheimer được đại tá Grove bảo lãnh, dù nam chính có vợ và em trai là thành viên của Đảng Cộng sản. Địa điểm được chọn để xây dựng cơ sở nghiên cứu nằm ở một hoang mạc tại tiểu bang New Mexico. Quân đội Mỹ đã xây dựng hẳn một thị trấn ở đó chỉ để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của hơn 4.000 nhà khoa học. Ngay khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong, Oppenheimer chia mọi người thành 4 nhóm. Nhóm đầu tiên là những nhà toán học có nhiệm vụ tính toán quy mô cũng như sức công phá của một vụ nổ hạt nhân. Nhóm thứ hai gồm các nhà vật lý chuyên điều chế uranium-235 và plutonium, nguyên tố phù hợp để thực hiện chuỗi phản ứng phân hạch. Nhóm thứ ba là các binh sĩ có nhiệm vụ đảm bảo an ninh và ngăn cản việc dò dỉ thông tin ra bên ngoài. Và nhóm cuối cùng là hậu cần. Nguyên lý hoạt động của một quả bom nguyên tử rất đơn giản. Đó là lợi dụng năng lượng được giải phóng từ sự phân hạch của các hạt nhân. Tuy nhiên, muốn các hạt nhân phân hạch thì phải tạo ra một áp lực vô cùng lớn. Vì vậy, Oppenheimer và các cộng sự phải tạo ra một vụ nổ nhỏ bên trong quả bom nguyên tử để kích nổ chuỗi phản ứng dây chuyền. Rất nhanh, những thành quả ban đầu cũng đã đến.
các nhà vật lý đã điều chế được một lượng nhỏ uranium-235 và plutonium-239, còn nhóm của nam chính thì nghiên cứu thực hiện các quả bom nhỏ làm ngòi nổ cho bom hạt nhân. Đúng vào lúc mọi người đang trên đà băng băng về đích thì nhà toán học Teller đã mang phương trình tính toán về một vụ nổ nguyên tử đến. Đó là một hàm số mũ, từ một hạt nhân phân rã thành hai hạt nhân, và hai hạt nhân đó phân ra thành bốn hạt nhân khác, cứ như vậy chúng sẽ nhân lên theo hàm số mũ. Và chuỗi phản ứng đó sẽ chỉ dừng lại cho đến khi khí hydro không còn trên trái đất. Điều này đồng nghĩa với việc nhân loại sẽ bị hủy diệt vĩnh viễn. Nghe xong, Oppenheimer và mọi người đều đứng chết lặng, từ việc chế tạo một quả bom để giành chiến thắng trước phát xít Đức, nay lại thành ra hủy diệt cả thế giới. Nam chính không khỏi hoang mang lo lắng nên đã tìm đến chỗ Albert Einstein để xin ý kiến. Nhà khoa học đầu bạc nói rằng xác suất để xảy ra một vụ nổ hạt nhân khủng khiếp như vậy là gần bằng không, bởi vì chúng cần rất nhiều năng lượng để duy trì chuỗi phản ứng phân hạch. Chút bỏ được lo lắng trong lòng, Oppenheimer nhanh chóng quay về thông báo cho cả nhóm biết phương trình của Teller đã sai. Không ngờ câu nói buột miệng này lại khiến cho nam chính bị nhà toán học đó thù ghét, còn mọi người thì tiếp tục với công việc của mình. Cứ như vậy, quá trình chế tạo bom nguyên tử đã đến hồi kết. 4.000 nhà khoa học sau 3 năm nghiên cứu và tiêu tốn 2 tỷ đô la cuối cùng cũng cho ra lò quả bom nguyên tử đầu tiên. Nó có hình cầu bên trong là lõi plutonium-239, còn lớp vỏ bên ngoài là chất nổ hóa học đặc biệt dùng để kích hoạt sự phân rã hạt nhân. Giờ chỉ còn thử nghiệm nữa là hoàn thành nhiệm vụ. Oppenheimer chọn địa điểm diễn ra vụ nổ là một hoang mạc heo hút không một bóng người. Quả bom sẽ được đặt trên một tòa tháp cao 20m, như vậy sức công phá của nó sẽ đạt hiệu suất cao nhất khi không bị địa hình cản trở. Còn đài quan sát thì chia thành 4 hướng cách xa quả bom khoảng 20km để có thể quan sát rõ vụ nổ một cách tốt nhất. Ngày 16 tháng 7 năm 1945 được ấn định là ngày diễn ra cuộc thử nghiệm. Và Oppenheimer đã gọi nó là Trinity vì ông cùng các cộng sự đã chế tạo ra 3 quả bom nguyên tử. Thế nhưng ngày hôm đó một cơn bão khá lớn đã kéo đến khiến mọi người lo lắng. Cũng may nam chính trên thông thiên văn dưới tường địa lý am hiểu về vùng đất này nên biết rằng bão sẽ tan vào sớm hôm sau. Quả nhiên sáng hôm sau bão đã tan đúng như lời của Oppenheimer nói, việc bây giờ là nhấn nút kích hoạt quả bom. Mọi người có một phút để chuẩn bị, ai ở gần vụ nổ hơn thì nằm xuống để không bị sóng xung kích thổi bay. Nhưng tất cả đều phải sử dụng tấm tre của máy hàn nếu không muốn hỏng mất cửa sổ tâm hồn. Ngay khi được kích hoạt, quả bom nguyên tử đã tạo ra một vụ nổ vô cùng khủng khiếp khiến những người chứng kiến phải hoảng sợ. Ở cách đó hơn 20km mà sóng xung kích vẫn thổi đến làm các bụi bay mù mịt. Khoảnh khắc đó khiến Oppenheimer nhận ra mình không khác gì một con quỷ địa ngục khi chế tạo ra thứ vũ khí hủy diệt như vậy. Sau cuộc thử nghiệm thành công, Oppenheimer đã có được sự nghiệp như ông hằng mong ước. Chính phủ Mỹ thì nắm quyền điều hành phòng thí nghiệm và xung công quỹ hai quả bom nguyên tử còn lại. Mục tiêu ban đầu của Oppenheimer và chính phủ Mỹ là dùng bom nguyên tử để giành chiến thắng trước phát xít Đức. Thế nhưng hiện tại chúng đã đầu hàng, còn quốc trưởng Hitler thì đang xuất mất tiêu rồi. Vậy hai quả bom nguyên tử kia dùng để làm gì? Tấn công Liên Xô thì không được, mà để lâu thì hết hạn sử dụng. Đang suy nghĩ đau cả đầu thì phát xít Nhật bất ngờ tấn công Trân Châu Cảng khiến nguyên hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ đi bán muối. Lý do là đây chứ còn đâu. Rất nhanh vào ngày 6 và ngày 9 tháng 8 năm 1945, Mỹ đã thả hai quả bom đó xuống thành phố Hiroshima và Nagasaki, khiến hơn 110.000 người chết tại chỗ, hơn 104.000 người chết vì bỏng nặng và nhiễm phóng xạ sau đó. Dù phát xít Nhật đã đầu hàng vô điều kiện nhưng sự tàn phá khủng khiếp này làm cho Oppenheimer rất hối hận. Đứng trước đám đông người hâm mộ, ông cố gắng gượng cười nói lời chúc mừng chiến thắng. Tuy nhiên sâu trong thâm tâm, nam chính lại ám ảnh đến nỗi đi đến đâu cũng nhìn thấy cảnh tượng chết chóc tang thương. Do quá ân hận nên trong lúc diện kiến Tổng thống Mỹ Truman, ông đã kêu gọi ngài ấy sử dụng bom nguyên tử vì mục đích hòa bình để dân thường không phải hy sinh oan uổng. Thế nhưng Tổng thống lại gọi Oppenheimer là kẻ yếu đuối kém cỏi và không muốn gặp mặt ông một lần nào nữa. Sau cuộc gặp đó, nam chính đã đứng lên kêu gọi cộng đồng các nhà khoa học gây sức ép lên chính phủ Mỹ, không để họ tự ý hành động coi mạng sống con người như cỏ rác nữa. Đương nhiên, chính phủ và đặc biệt là người đứng đầu cơ quan năng lượng Lewis Strauss rất nóng máu với hành động đó, nhân tiện Liên Xô cũng đang chế tạo bom nguyên tử. Hắn ta đã đổ tội bán bí mật quốc gia lên đầu của Oppenheimer, chỉ cần nam chính bị kết án thì con đường chính trị của hắn sẽ rộng mở. Rất nhanh buổi điều trần đã được diễn ra, Roger Rove, tay sai của Lewis Strauss, là người đứng ra buộc tội Oppenheimer trước ba thẩm phán. Còn Robert Poole sẽ là luật sư biện hộ cho nam chính. Roger Rove cho rằng vợ và em trai của Oppenheimer theo Cộng sản nên việc Liên Xô nắm trong tay bí mật chế tạo bom hạt nhân chắc chắn có liên quan đến ông. Hơn nữa, Oppenheimer thường hay quan hệ bất chính với bồ cũ là Jean Tarlock. Cô ta cũng là thành viên của Đảng Cộng sản. Thậm chí nhà toán học Teller vì cay cú việc Oppenheimer nói phương trình tính toán của hắn sai nên cáo buộc nam chính không đáng tin cậy. Xem ra kỳ này Oppenheimer khó mà thoát khỏi móng vuốt của tên cáo già Lewis Strauss. Cũng may những nhà khoa học khác và đặc biệt là đại tá Grove đã đứng ra làm chứng và bảo lãnh cho Oppenheimer. Nhờ vậy mà ông đã thoát khỏi tội phản bội lại nước Mỹ.
Tuy nhiên, các thẩm phán đều nhất trí cho rằng ông là người không đáng tin cậy nên không thể tiếp tục tham dự những dự án tuyệt mật của đất nước nữa. Như vậy, sự nghiệp lẫy lừng của Oppenheimer cũng chấm dứt từ đây. Bộ phim đến đây cũng kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà!